Hôm nay cháu Lực đi xuống thì nhìn thấy ông là bị ốm đấy. Ôi cái này bị hỏng chân sạc mất rồi ông nên... Đây này. Nó bị trong nó bị cong hết rồi. Thế là sạc không lên rồi ông. Nó bị đây này ông ạ, nó bị trong này rồi. Cái trong này này bây giờ phải. Trước kia thì dự định ban đầu là sau khi mà hoàn thiện nhà cho ông đấy các bác thì định là làm ở bên này thêm là một cái bếp củi ấy cho ông ấy. Cháu được xin chào toàn thể quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị tiếp tục quay trở lại với nội dung mới trên kênh bản em. Một ngày mới xin chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, hôm nay thì cháu Lực lại tiếp tục là xuống dưới nhà của hai ông cháu của bác ạ. Cũng được là 2 hôm rồi cháu Lực là chưa thể mà xuống được nhà hai ông cháu. Và ngày hôm nay cháu Lực xuống thì tiếp tục là cái công việc mà ở dưới nhà của hai ông cháu là vẫn còn bây giờ thì hiện tại là vẫn còn công việc là sơn với lại là lắp cửa này các bác này. Phần sơn thì hiện tại là mấy anh em thợ đang đi sơn, đang sơn hoàn thiện nốt cái công trình của mấy anh em thợ là nhận trước cái lúc mà cháu Lực gọi mấy anh em thợ sơn lên để mà xem xong là sơn nhà đấy các bác. Còn là phần cửa thì đâu đó phải tầm độ là hơn 1 tuần thì mới xong được các bác ạ. Hôm nọ thì đáng nhẽ là tầm 1 tuần thôi nhưng mà do là phải đợi là cái nhôm ấy, đợi nhôm là từ dưới Hà Giang gửi lên thì lại phải mất tầm độ là 2 hôm nữa các bác ạ. Ngày hôm nay đi xuống đi xem là cái công việc của nhà ông. Ông bảo làm chuồng trâu đó các bác, không biết là ông sắp làm xong chưa. Mày thấy thì đằng sau của cháu Lực thì chuẩn bị rất là nhiều những cái cây này các bác này. Chuẩn bị rất là nhiều cây để mà mấy đứa làm chuồng trâu đó các bác. Đây ông cũng đi vay tiền xong là tự làm cái chuồng trâu là nho nhỏ để mà còn có chỗ mà để trâu này, để gà này, để mọi cái đó các bác. Thấy ra đây thì hôm nay là nắng rất là đẹp này các bác này. Hôm qua thì có hỏi ông ấy, bảo là ruộng ở nhà ông thì sắp được gặt chưa, thì ông bảo là chắc tầm độ 2-3 hôm nữa thì ông mới có thời gian để mà ông gạt được. Bây giờ này là ông chuẩn bị cây này các bác này. Cháu Lực nhìn thấy là có chắc là đâu đó tầm độ là 3 cột này là chưa có đục thôi, 4 cột cái cột kia, còn là ngoài ra là đục hết rồi. Hôm nay thì không biết là anh Phòng lại là bố anh Phòng là có đi làm không. Và trong nhà thì hiện tại là vẫn chưa có cửa của bác ạ, thành ra là để đồ đạc ở trong thì cũng khá là nguy hiểm, sợ rằng những lúc mà ông đi vắng đấy các bác, ông không ở nhà đấy, người ta về lấy mất đồ của ông. Điện thoại của ông thì để đây nữa các bác. Vừa rồi thì cháu Lực đi xuống thì có điện cho ông nhưng mà điện không có được rồi, chắc là điện thoại ông hết pin hay sao ấy. Thử đi quanh quanh xem là ông đang ở đâu đó các bác ạ. Cái cột là chuồng trâu như to thế này các bác này thì sẽ được rất là lâu đấy, đâu đó chắc là được tầm độ là phải là mấy chục năm. Đằng sau của nhà ông thì hôm nọ thì cũng có một cái cây sa mộc này các bác này, khá là lớn cho nên là không phải là của nhà ông đâu các bác, của nhà chú gì ấy, chú của nhà chú ấy. Xong là ông bảo là chặt cái cây này ra ấy, thì rất là may là chú cũng cho cạt, sợ rằng là cái cây này sau này nó to ấy, gió nó đến nó thổi nó gáy là đập xuống nhà là hỏng hết cả cái phần mái.
Rồi, cháu chào ông nhá. Ông vừa đi đâu về đây ông? Cái này làm cháu đeo cho ông một cái mic. Có vẻ như ông bị ốm hay sao ấy nhờ? À, cháu các em cấp chỉ à. Ông là vừa nằm dậy à ông? Vâng. À, thế là ốm à ông? Ốm à. Vậy. Điện thoại ông hỏng hay sao đấy nhỉ? Gọi điện thấy thấy thuê bao rồi. Thuê bao rồi. Vâng. Đây thấy ông để dưới kia. Ừ, mai đi thử xem. Vâng. Cái này là làm gì đấy ông cái này ấy? Làm cái kia cho sao cái đục lưới đi. À. Xong rồi lấy làm cái niềm. Vâng. Cái này thì theo như cháu Lực là hiểu là nôm na này các bác này là làm để mà máy nứa khi mà cho cái cây vào những cái lỗ lỗ dưới kia các bác là nó không được chặt ấy, cho nên là nhét cái cây này vào để cho nó chặt hơn. Có một con dao hay là hai con dao không? Con hỏi quá mà kinh khủng lắm. Vâng. Thời lúc trước xuống thì là còn hay gặp bé Mạnh ở nhà đó các bác, nhưng mà bây giờ xuống thì hầu như là rất là ít khi là gặp bé Mạnh rồi. Em thì đi học ấy, đi học thành ra là không có ở nhà được. Con dao của thợ đem về rồi ông nhỉ? Đem về đúng không? À. Tức là không nhìn thấy ở dưới kia nữa. Cái này làm bao nhiêu cái đấy ông? Hơn 100 cái đấy. Ôi nhiều đấy nhỉ ông nhỉ? Ông bị ốm như thế nào đấy ông? Ốm nặng người hết rồi. Có cân vắt xá không ông? Có cân vắt xá không? Vâng, đánh cảm ấy, ông thì hay bị cảm cô bác ạ. À. Kiểu như ban ngày ông ra nắng ra mưa nhiều ấy, xong là đến buổi tối ấy, xong là đến buổi tối thì ông lại muộn hơn đấy cô bác. Alo ạ. À? Không biết là có ai gọi hay sao. Đôi lúc thì có người gọi về, có bác không gọi lại thì hả? Không đâu. Không đâu. Đôi lúc thì không gọi lại thì lại sợ rằng là các bác gọi điện về, gọi điện đấy các bác, nhắc nhở ấy, thành ra là gọi lại. Mày phải nhìn ông mới biết làm đấy. Cháu cho gọt vỏ cho ông đấy nhá. Gọt vỏ để cho nó đỡ sần xìu. Cái cây này là cây xoan đỏ này cô bác này. Thấy là có một lớp trắng trắng ở bên ngoài đấy nhá, ở trong nó là đỏ. Cái cây này thì bán là nó được giá hơn. Thợ không ra hộ ông làm trồng trâu à? À, tranh nắng là tranh thủ là gạt à? À, thế là làm thành một cây như này không?
đầu trên nó to này, xong là nhỏ dần là ra đến tận đến đây này các bác ạ. Nhưng mà mặt dưới là phẳng lì các bác nhé, còn mặt trên là to dần to xong rồi nhỏ. Cái cây này nhìn phải nói là công nhận là rất là đẹp này các bác, cây này. Và người ta mới mua cái cây son đỏ này là giá cao này. Ôi vừa rồi cháu lên cái kia đập nó bị móm móm chút rồi nhỉ. Đợi cửa có vẻ sốt ruột phết ông nhỉ. Đây có cửa phát là đồ đạc là dám để vào trong rồi, sợ mất rồi. Dao của ông này có vẻ sắc phết này. Chặt nhầm phát một phát mà nó vào đến tận đây lao một tí. Dao này nó hơi mỏng không ạ? Giờ làm nó cũng hơi khó một chút. Sao kìa ông thấy chuối. Buổi sáng đây là thợ của ông là có xuống làm hộ ông không? Mới làm. Để cây sau ông đi. Vâng. Ông thì hôm nay là nhìn là sắc mặt của ông thì thấy là không được khỏe rồi cô bác ạ. Lao lực nhiều quá. Cái cây này là hôm nọ là chặt ở đâu ông nhỉ? Có phải cây cây ở trên đúng không? Dưới rồi. Cây ở dưới kia? Trên này. À cây ở trên là cây trắng thôi, cây xoan trắng thôi. Chuồng trâu của ông là thu hoạch lúa xong thì ông mới dựng khung lên cho ông. Chậm lấy ông nhỉ, làm lâu lâu thì mới được khoảng 2 cái thôi. Loại cây này thì hầu như là nó bị một rất là ít của bác ạ.
Vâng. Cây này nếu mà trồng được một rừng thì người ta phải thu hoạch cũng cao đấy. Ta lấy về để mà làm tủ này, là mà làm giường đấy. Con dao này thì yếu quá, thành ra là không có thể mà làm được như ông ấy, để gọt vỏ được cho ông này. Cả cái cây này cũng cưa ra để làm mà ông? Làm cột. À, cây này thì vẫn làm cột à? Mấy ông đứa là ông gỡ lên nhà xong ông sẽ đào lại cô bác ạ. Đào lại những khu này để mà làm chỗ chuồng trâu này. Cái tách này chắc là mấy nữa là cũng phải chuyển ra đấy ông nhỉ? Ừ. Hay là không động đến cái tách, chỗ tách này ông? Không đến mà. Không động đến rồi à? Không đến à, cái bật đỏ này xuống. À vâng. Thế là chỗ sân này là cũng coi như là đi một nửa của bác ạ. Này ông ốm thì ông cũng không có đi đâu để làm được việc gì các bác, chỉ có ở nhà làm những công việc này thôi. Cháu để đi xuống cái nhà kia xem là con dao to không. Cháu lấy về. Nay ông cũng mua dây xích về xích con chó không? Ông có uống nước không này? Thôi để đấy ông khát ông uống nhá. Thôi ông hết pin hay như nào này, cho điện này thêm bao mà. Ơ nhưng mà đèn nó vẫn sáng này không? Vẫn sáng, không nghe sao không. Ôi cái này bị hỏng, chân sạc mất rồi ông. Đây này. Nó bị, trong nó bị cong hết rồi. Thế là sạc không lên rồi không?
lên đi. Thế này là phải đem ra chợ để chắc mà cho người ta sửa lại rồi. Đi 2 ngày không sạc vào. Thế là hỏng được 2 ngày là không sạc vào không? Thế đến hôm nay thì mới hết pin hẳn à không? Hết pin hẳn rồi. Dây chống này. Nó bị đây này không ạ, nó bị trong này rồi. Cái trong này này, bây giờ phải... Cái này chỉ có thợ là mới làm được được ông này. Cái dây kia nó bị... ông xem cái trắng trắng trong này nó bị cong hết ra rồi. Thế ông cất đi hôm nào ông đem đi sửa sau. Cái này. Vâng. Không có dao cả ông ạ, mỗi con dao kia thôi. Cậu ông thử cho nó lấy gì. Vâng. Cái này chỉ có một con dao thôi, thành ra là cũng không có giúp được ông làm các bác. Cây này chặt xuống mịn 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 lắm ông nhỉ. Thế như ông là bây giờ là ông đang cố để mà làm thôi các bác ạ. Ông bị ốm bị mệt thế này thì bị được mấy hôm rồi ông, hay là mới bị thôi? Bị rồi, không có. Nếu mà mệt quá thì ông đi nghỉ đâu, nghỉ cho đỡ mệt đó, lúc nào hết mệt thì làm sao. Nhưng mà đến buổi chiều tối như này ông là cô bác ạ, ông không đi lấy cỏ thì cháu của ông lại không có cái gì để cho ăn rồi. Trừ phi là lúc nào mà ông gọi là mệt hẳn, lúc nào mà nằm bẹp ấy thì không đi lấy đâu cô bác. Này nếu mà để làm mấy trăm cái thì cũng phải mất ngày đấy ông nhỉ. Vâng. Ngoài tây. Vâng. Trước kia thì dự định ban đầu là sau khi mà hoàn thiện nhà cho ông đấy các bác thì định là làm ở bên này thêm là một cái bếp củi ấy cho ông ấy. Nhưng mà khi mà ông nói các bác rằng là ông sẽ làm một cái chuồng trâu ra phía bên này ấy, nói chung là sẽ không có làm là cái bếp củi phía bên này nữa và vẫn tận dụng để máy nữa là ông có thể làm là bếp củi được. Nhà ông này thì là ra phía bên kia thì có vẻ như là được gạt nhiều hơn các bác ạ, ra xới tới kia nữa. Còn nhà ông thì chắc phải tầm độ mấy hôm nữa thì mới được gạt. Vậy ông thì hôm nay là nhìn
vào sắc mặt của ông là không có được là tốt cho lắm rồi các bác ạ. Thấy ông rất là yếu rồi. Pro của ông thì xuống là ông để đây mấy nữa là ông tận dụng để mà làm cái chuồng trâu của bác ạ. Chỗ này thì ông cũng từng ngủ mà ra bên kia ông cũng ngủ. Trước kia là chỗ nhà của hai ông cháu là được nằm ngay ở đây luôn này cô bác này. Hôm nay cháu Lực đi xuống thì nhìn thấy ông là bị ốm đấy. Hôm nay chắc là cháu Lực cũng xin được là chia sẻ một số cái hình ảnh đang diễn ra ở nhà hai ông cháu là tới đây thôi các bác. Cái công việc của mấy anh em thợ sơn với lại là lắp cửa hiện tại là vẫn chưa có được chưa có đi vào và hoàn thiện. Và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở đường sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Thì ông gửi một lời chào tới các bác nữa ông. Chào các em các chị à. Ông là một tí nhớ là nếu mà cảm thì đánh cảm ông nhá. Còn ốm quá thì nhớ là thuốc thang xem là uống như nào ông nhá. Cái máy đánh cảm hôm nọ thì không đánh được à ông? Không, hôm nọ có một cái mà có bánh xe lăn này. À, tí ông tìm lại xem. Chắc là ông không nhớ là để đâu rồi. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Tại ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác.